ngón trỏ môi trên, ngón giữa môi dưới, ém thật mạnh vô, chúng ta lắc cái đầu này. Nóng mới dừng lại. Rồi cái kế nữa là chúng ta sử dụng hai ngón cái thôi, đẩy từ ngoài vô theo hai cái xương hàm. Rồi nóng dừng lại. Xong chúng ta lấy cái khoảng giữa ngón trỏ và ngón giữa vuốt từ trên xuống. Nếu khi nào nóng chúng ta dừng lại. Rồi chúng ta ốp cái tay ngang cả cái vùng gáy ốp này ha, cho giáp tóc nè, cho ngang. Ai mà buồn ngủ á, xoa này nó sẽ tỉnh á. Ngủ thức dậy mà mình cảm thấy mình sặc sùi mà không tỉnh thì cứ xoa nóng là mình sẽ tỉnh liền. Đang ngồi đọc kinh đọc sách mà thấy buồn ngủ cứ xoa mạnh, xoa nóng lên là sẽ tỉnh. Kéo mạnh qua, kéo mạnh lại, kéo nó có lực á, để cho nó nóng, dùng cái tay kéo mà đè sát á. Rồi lấy hai tay ốp lại phía sau nè. Mà về nhà thì quý vị cứ để trong da, là xoa là phải xoa trực tiếp da chứ không xoa ngoài áo nha. Nó đưa lên là hít vô, kéo ghị mạnh xuống để cho nó cọ da thì thở ra. Đưa lên hít vô, kỵ thở ra giống như hít thục dầu vậy. Nhưng mà nó xoa sâu trong da nha, đưa càng sâu càng tốt, cọ sát dai của mình. Rồi xong tới cái kế nữa là chúng ta một tay để nách, tay trái để nách phải nè, tay phải nắm vai trái nè, bắt đầu chúng ta xoa bóp à. Này bóp cái kia. Đó là bây giờ trên nguyên tắc là từ trong ra nè, bóp từ từ ra. Nếu mà mấy cái khớp này có mỏi thì chúng ta xoa nhiều lên chút. Rồi chúng ta xoa bóp từ từ ra. Rồi tới mấy cái cổ tay. Rồi mấy cái đầu ngón tay thì chúng ta nếu mà vuốt đầu ngón tay nên vuốt xuôi nè nha. Xuôi, để tay xuôi nè ha. Vuốt nhẹ nhẹ mỗi ngón chúng ta vuốt 5, 3, 10 lần thôi. Ai tự động mình nghe cơ thể mình nó căng thẳng á thì ngồi lấy tay này vuốt cho kia ở chiều xuôi nè. Vuốt mỗi ngón tay khoảng 40 lần, vậy là nghe nó nhẹ lại liền. Rồi xong bắt đầu chúng ta xoa bóp tay bên đây. Xoa từ trong ra, từ trên xuống. Nhớ vậy, nếu mình không nhớ theo thứ tự thì mình cứ nhớ cái nguyên tắc đó ha. Mà không bao giờ lộn, tức là toàn thân được chúng ta xoa bóp, chăm sóc rất là kỹ. Mấy cái khớp mỏi thì chúng ta xoa bóp mấy khớp. Rồi xong rồi xoa tới cổ tay. Rồi xoa tới bàn tay. Tại có khi chúng ta ngồi cả 1-2 tiếng đồng hồ toàn thân không cử động. À, nếu mình hoạt động mạnh liền đó, nó sẽ bị sai khớp, bị cứng cơ, xoắn cơ. Do đó chúng ta phải xoa bóp toàn thân để kích thích hệ thống thần kinh cảm giác của toàn thân trở lại, gây hưng phấn sự hoạt động cơ thể. Tại vì nãy bây giờ mình ngồi bất động rồi. Bây giờ trước khi muốn hoạt động lại, mình gây hưng phấn cơ thể lại để bắt đầu hoạt động trở lại bình thường. Chúng ta bắt đầu vuốt mấy ngón tay ha. Ai làm xuyên xoa nắng gì cũng có sức khỏe tốt, khỏi tốn tiền massage. Rồi xong là chúng ta để hai cái tay ở hai cái hông nè, để tay hai hông, để vậy nè, chúng ta đánh vòng xuống nè, thánh thành một cái vòng tròn giật lại phía sau. Đó, khi về nhà là chúng ta để trong da luôn nha, làm cho nó nóng, tức là hai bẹ sườn á, xoa hai cái bẹ sườn hai bên á. Nó đánh cho mạnh, khi nào nóng chúng ta dừng. Rồi tới cái ốp tay phía sau lưng, ốp xuống. Ốp nha, ốp cái bàn tay vô cái lưng của mình á. Ha. Để cho nó tới giữa cột sống luôn. Quý vị coi này nha. Mình về thì chúng ta cố gắng là xoa tới
so da chứ không phải so ngoài áo. Đẩy xuống nè, giật lên, đẩy xuống, giật lên, đẩy xuống, giật lên. Nhưng mà nhớ là khi mà chúng ta đẩy xuống, chúng ta giật lên á, là mắt phải chớp, để cho điện lực cơ thể nó chạy đều. Chớp 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 này nè. Làm vậy là điện lực cơ thể nó sẽ chạy đều á. Xong rồi thường đó là chúng ta hay bị dễ bị động cái khí ở mông, cho nên chúng ta đấm nhẹ thôi. Đấm, công ta chúng ta đấm nhẹ hai bằng mông á. Cái chỗ này là cái quyệt quằn khiêu, thường thường mấy người đau thần kinh tọa hay bị châm cứu ở đây. Mà ngồi thiền nếu mà chúng ta không có động đây á, nó cũng bị nghẽn, bị dễ bị đau thần kinh tọa lắm. Đấm nhẹ nhẹ cho nó thông thôi. Rồi bây giờ tới chăm sóc cái chân, nãy giờ để nguyên như vậy thì cái chân nào ở ngoài chúng ta dựng lên trước. Dựng trước. Bây giờ chứ quý vị để ý từ cái đầu gối vô khoảng một tấc. Từ gối đi ngược vô đùi khoảng một tấc. Chúng ta để tay không phải là nắm mà để một chút này thôi. Đụng thôi. Hở tay ra. Ta lắc. Nghe rung hết cái đùi không? Rung không? Lắc không có kêu, nó lắc là để chúng ta rung cái đùi ở trong thôi. Tức là cái cơ đùi nó sẽ được rung thả lỏng ra. Nó rung nhẹ nhẹ vậy nè. Xong rồi chúng ta xoa bóp từ trong ra nữa. Xoa nắng cho kỹ. Nếu mình chăm chút cái chân mình kỹ thì kỳ sau mình sẽ ngồi được lâu. Còn bây giờ mình xoa bóp không kỹ là ngày mai ngồi không nổi đâu. Nó đau á. Và nhất là mấy cái khớp gối này bóp thiệt kỹ. Ở cái gấp mà cái giữa cái gấp chân này nè, nó có cái quyệt này gọi là cái quyệt quỷ trung à. Nó rất tốt cho cái chân nếu mà chúng ta so bóp kỹ ở đây á. Dùng hai cái đầu tay nè, hai đầu tay chúng ta bấm mà. Bấm giờ là thế nào cũng trúng à. Tại mình không biết quyệt đâu mà bấm giờ là chắc chắn trúng đó rồi đó. Nhưng mà cũng bấm kéo mạnh vậy á. Những người nào cảm nghe cái chân mình nó yếu á, nó mỏi á, chúng ta bấm vậy một hồi thì chúng ta sẽ đi tốt á. Rồi nếu mà ở đây có còn đau thì chúng ta cứ so bóp thêm ha. So bóp chừng nào mà cảm thấy nó hết đau thôi, tại mình ngồi mình ở nhà thì mình cứ thoải mái. Xong rồi chúng ta để hai tay ở đây, nếu mà ở nhà thì chúng ta kéo cái quần lên để chúng ta chà sát ra luôn. Chà xuống như nè, cho nó nóng. Đây là cái hệ thống thần kinh bàng quang, ở đây nó có một cái số quyệt. Đây chỗ này nó có cái quyệt hết sức quan trọng, quyệt trúc tâm lý. Quyệt này nó kích thích được, nó làm ấm tỳ vị, nó giúp cho tỳ vị hoạt động tốt nè. Và nó cũng bổ, nó giống như là làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể nữa. Nên là chúng ta so mạnh. Nếu ở nhà là chúng ta so mạnh. So nó nóng. Xong rồi tới cái khớp chân. Tới cái giáp mối là chỗ này là chỗ ăn chịu. Phải chăm sóc cho nó kỹ cho thôi là khó ngồi lại lần sau lắm. Thì chúng ta nắng bóp tùy mình. So cho kỹ. Sao chừng nào mà nghe nó hết ê, hết đau rồi chúng ta hãy dừng. Rồi thì chúng ta so bóp gì vậy? Xui ra. Xui đầu ngón chân giống như là so tay vậy. Xong rồi là thả lỏng cái chân đó. Để đó đi, bắt đầu chúng ta dựng cái chân này lên, bắt đầu làm tiếp. Đầu tiên là phải thả lỏng cái cơ đùi, nhớ nè. Từ đầu gối vô khoảng một tấc thôi. Dựng cái chân xéo xéo vậy đi, từ gối lên khoảng một tấc rồi đi. Rồi là quý vị để tay mà đừng có ôm sát, để ngoài thôi. Mấy ngón đưa ra, cho nó lắc nhẹ ra. Nghe rung hết cái đùi đúng không? Ốp được hai bên á. Lắc như là nguyên cái đùi nó rung, nghe nó thả lỏng cả chân liền. Rồi xong rồi bắt đầu chúng ta thâu ốp từ trong ra ngoài. Ai làm mà không rung đùi nó uổng lắm á. Lát nó rung là nghe cả cái chân mình nó nhẹ liền, nó thả lỏng được á. Xong rồi thoa cái khớp. Nó chăm sóc cho kỹ cái chân nào nằm dưới là chân nó ăn chịu ghê lắm. Đau. Ngồi mà
được lâu cũng quen rồi thì nó đỡ, chứ gần lúc đầu mà tập ngồi giống như cực hình đau lắm. À, quý vị cố gắng là tập ví dụ như cái khả năng mình ngồi được 10 phút thì cứ 10 phút thôi, đừng có tham theo người ta vậy chứ. Thì cứ ngồi mỗi thời đúng 10 phút đó mình nghỉ. Rồi cho một tuần nó quen vậy rồi là bắt đầu một đúng một tuần lên 1 phút giùm tôi thôi. Ha. Thì tháng sau mình sẽ được 14 phút. Tháng sau mình sẽ được 18 phút. Hoặc là một năm sau là mình sẽ được 1 tiếng đồng hồ liền. Rất là vững, không bao giờ mình bị tuột. Nhưng mà lên quá đáng, có nhiều khi 10 phút mình gán nửa tiếng một cái là bữa sau đi cà sụng luôn, hết ngồi. Cho nên là ngồi thiền chúng ta lên từ từ, lên chậm chậm để cho mình tập quen á. Rồi sau khi xoa hết tới chân rồi á, là chúng ta bắt đầu xoa tay ốp mắt. Nhớ là từ ngón út nè kéo vô cái góc này, cái mặt trước ngón út kéo vô cái góc này nè, hai góc này chạm nhau, ốp ốp gì nè, thấy không? Chúng ta bắt đầu xoa thì nó sẽ có độ nóng rất là nhanh. Xoa cho thiệt nóng vậy là xẹt mạnh cho rớt đất nha, rồi mới ốp vô mắt nha. Ốp mắt xong chúng ta vuốt hai sống mũi nào. Nè quý vị coi này nha, xoa nóng vậy xẹt cho rớt đất rồi ốp vô. Có đất thiệt đó chứ bộ. Đó mà. Nếu mình không sẹt mạnh nó sẽ bị vô đất mắt thiệt á. Cái chỗ này nó rất là vừa dưới mắt của mình. Chứ rồi ngón tay rồi nó không có vừa. Cho nên vị trí này là nó rất là vừa. Ốp mắt là để vô là hết liền. Để vô để chúng ta ủ nóng một chút. Tại vì khi mà mình ngồi 1 tiếng, 2 tiếng thì nó ít rồi. Nhưng mà ngồi nhiều tiếng mắt mình nó cứ đứng trồng cái kiểu đó đó. Cái nhờn nó hoạt động không bình thường, cho nên mình làm nóng để mình gây cái độ nhờn của mắt lại, kích thích mắt đó lại. Và cái trường hợp này mà ai bị thỉnh thoảng bị cay mắt đó, đọc sách bị cay mắt hay là bình thường mình cay mắt cũng được, chúng ta cứ xoa rồi ốp mắt. Này xoa ở trên cùng là xoa ở dưới cùng. Thì nếu là cái chân trái, tay trái chúng ta nắm đầu chân trái nè. Ha, tay phải bắt đầu tôi ốp lòng bằng chân xoa mạnh lên. Cho mạnh xong rồi chúng ta ốp đó, chúng ta giữ khoảng 1 phút. Để khi nào mà hết nóng rồi lấy tay ra. Xoa cho tới khi nóng đàng hoàng, xoa có lực. Xoa nhanh, xoa mạnh, có lực. Nghe nóng không? Nóng rồi chúng ta ốp cái tay chúng ta giữ lại đó, rồi nguội thì thả ra. Nếu cần thì chúng ta có thể đấm nó cũng được, nhưng mà đấm chân là phải cũng dùng cái cạnh này đấm. Thứ nhất là nó ít kêu, thứ hai là nó sẽ có lực dễ nhóm chân lên. Đấm kêu quá, tôi đấm đâu kêu, mấy người đấm kêu quá, phải đấm ở cái góc này nó mới không có kêu. Đập vậy nó kêu, mà đấm nghiêng nghiêng gì nó đâu kêu đâu. Rồi bây giờ tới cái chân bên này, cũng nắm cái đầu chân bên này và bắt đầu xoa tiếp. Tay mà nắm đầu ngón chân và bắt đầu xoa. Tay phải nắm đầu ngón chân phải, tay trái xoa lòng bàn chân. Xoa cho thiệt mạnh. Tay nào nắm chân đầu ngón chân đó, rồi dùng cái tay kia xoa. Xoa nóng là phải để nó giữ khoảng 1 tới 2 phút. Khi nào nó nguội rồi mới được lấy ra. Và chúng ta xách nó lên đấm mấy cái nữa. Rồi. Bây giờ là cái cuối cùng là xoa bụng. Còn là cái trung tâm này là phải chăm sóc là xoa cùng. Thì chúng ta ngồi thả lỏng như vậy, cái tay chổi ngược phía sau một chút nè. Tay trái chổi vào sau đi. Chổi nghiêng người một chút thôi.
nghiêng người về phía sau chút vậy nè. Bắt đầu cái tay phải chúng ta để bên hông phải, đẩy thẳng vào hông bên trái, kéo thẳng xuống dưới rúng, kéo vòng qua dưới rúng, ngược lên hông phải lại, đánh thành một cái chiều theo vòng kia đồng hồ. Đánh theo vòng tròn điểm 1, tới vòng tròn thứ 2 điểm 2, điểm 3. Nhớ là chúng ta so trực tiếp màng da nha, nếu về nhà. Điểm 4, lần thứ nhất của tay phải so là 16 lần. 16 lần xong rồi chúng ta chổi tay phải là phía sau. Dùng tay trái y như vậy. Để tay trái hông trái đẩy thẳng qua hông phải, kéo xuống dưới rúng, kéo bọc lên thành cái chiều ngược chiều kia đồng hồ. Điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vòng. Đúng 12 vòng nha. Xong rồi chúng ta chổi cái tay trái trở lại. Lần 2 của tay phải là 12 vòng. Tay phải luôn luôn nhiều hơn tay trái, mà nhiều hơn 4 lần thôi chứ không cần nhiều lắm. Tại vì theo cái chiều này á, là chiều của bao tử, khi ăn xuống bao tử nằm quanh đây nó xuống ruột ra. Thì nếu mà chúng ta ăn khó tiêu thì chúng ta dùng tay phải để so, chứ đừng có so tay trái là nó ói cơm ra ngoài á. So theo chiều này thì cơm nó xuống á. Thì lần 2 của tay phải là 12 lần. Xong bắt đầu chúng ta chổi tay phải lại, so tay trái từ trái qua phải theo ngược chiều kia đồng hồ. Thì lần 2 này á là 8 vòng. Lần 2 này 8 vòng. Nhớ là so từ hông này qua tới hông bên kia, kéo dưới bụng, kéo ngược lên 8 vòng. Rồi tới lần thứ 3 của tay phải chúng ta cũng chổi ngược lại chân ba tay phải theo thuận chiều kim đồng hồ á là 8 lần. Rồi chổi tay phải lại, lần thứ 3 của tay trái là 4 lần. Rồi cái lần cuối cùng của tay phải, lần thứ tư tay phải là 4 lần, nghỉ. Vậy là xong một cái thời ngồi thiền, ngày xả thiền. Nếu mà ở gia đình mà chúng ta có một cái khoảng không gian trống á, để chúng ta đi kinh hành thì chúng ta đi thành một cái vòng tròn, hiểu không? Còn nếu mà không có khoảng không gian trống thì chúng ta cũng đi từ đường thẳng được nha. Chúng ta phải tập đi kinh hành, tức là chúng ta tập tu từ cái chỗ mà yên tĩnh nhất mà chúng ta tu được. Thì khi chúng ta đi chúng ta vẫn tu được. Có nghĩa là lúc mà chúng ta xả thiền rồi mà mình đi kinh hành thì mình vẫn giữ yên cái tâm của mình giống như lúc mình đang ngồi như vậy. Để mình tập, mình từ cái chỗ yên mình ra cuộc sống mình cũng vẫn tu giống nhau. Sau đó mình đi ra ngoài tiếp cận xã hội thì tâm mình nó vẫn yên giống như cái lúc mình ngồi. Rồi đi kinh hành. Cái thứ hai nữa là cũng vận động cơ thể chứ đừng ngủ liền. Ngủ liền á thì có nhiều người bị bệnh sạn thận rồi đó, là do xả thiền ngủ liền á. Mấy người tu thiền hay bị sạn thận á, hay bị thần kinh tọa là họ hay ngủ liền á. Chúng ta thấy đi kinh hành tập làm chủ. Nếu mà chúng ta đếm sổ tức thì chúng ta sẽ đi kinh hành, vừa đi kinh hành vừa đếm sổ tức. Nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta vừa đi kinh hành chúng ta vừa niệm Phật. Ví dụ như bây giờ chúng ta đếm sổ tức á, thì chúng ta cũng giữ hơi thở rất nhẹ nhàng. Nhưng mà khi bước chân, quý vị để ý nè, chúng ta phải làm chủ và có một cái sự rõ biết từ cái gót chân vừa đặt xuống rồi nha, cho tới 1/4 chân, nửa chân, nguyên bằng chân. Thì cái này vừa đạp xuống là cái này cất lên. Và chúng ta rất rõ ràng, rất là vững chãi. Nếu mà tâm mình yên á, thì mình đi kinh hành rất là chậm, mà nó không bị nghiêng té. Chứ đi kinh hành tôi thấy là người ta đi rất là lẹ. Đi lẹ thì nó bình thường, nhưng mà đi chậm thì rất là khó đi. Nhưng mà đi chậm để không nghiêng á là cũng không phải đơn giản đâu. Thử đứng lại đi rồi chúng ta sẽ thấy điều này. Chúng ta đi rất là chậm và giữ hơi thở rất đều, giống như chúng ta đang ngồi tu. Chúng ta đi rất chậm. Đi kinh hành thì đi nhanh là không tốt, nhưng mà nên đi á, nó rõ biết toàn thân, rồi cái chân chúng ta chạm đất, chạm hết chân này cất lên.
và thả lỏng cái chân này, chân này làm chân trụ rồi, thả lỏng chân này, chúng ta bắt đầu cất ra, thả lỏng bước tới. Thế thì lúc đi chúng ta cũng giữ tâm của mình, giữ công phu giống như chúng ta đang ngồi, và đi một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái. Nếu quý vị đi lẹ là có khi cái khí thở mình nó bị động nhiều á, bây giờ mình đi có thể mình bước chân phải tới là mình hít vô nè, rất là đều ha, rồi cái mình bước chân trái tới cái mình thở ra rất là đều, thở ra, rồi bước chân phải tới mình hít vô, mình điểm một, bước chân trái đó mình thở ra, đi rất là chậm rất là đều, bước chân phải tới mình hít vô mình điểm hai, đó mình tập điểm sổ tức nghĩa, mình đi chậm. Nếu mà nhà không có đường thì mình cứ đi thẳng một đường, còn nếu có là mình có thể đi thành một cái vòng, tùy cái gia đình của mình mà mình đi kinh hành. Rồi vậy là xong một cái thời ngồi thiền, sau đó là chúng ta ngủ. Thường thì sau khi mình xả thiền xong á, mình có thể ngồi tại chỗ tụng một cái bài kinh ngắn, ví dụ như là tụng bài kinh Bát Nhã gì đó, xong rồi đứng dậy đi kinh hành. Nhớ là xả thiền xong đừng có ngủ dùm nha, ngủ nó không tốt. Mình cũng đi cũng giải phóng bớt cái năng lượng thừa của mình nữa, rồi hả ngủ. Niệm Phật cũng được, tọa thiền cũng ngồi tu thiền cũng được, tùy mình ha. Mỗi người đều tự chọn lựa cái pháp tu, nhưng mà cái cách ngồi và cách xả quý vị cố gắng tập cho nó đúng để cho mình có được kết quả tốt. Rồi thôi chúng ta nghỉ ha. Có ai có thắc mắc gì không? Cái người mới thì tập lên từ từ như vậy, nhưng mà người ngồi lâu rồi thì tùy. Tại vì là có những cái lúc mà chúng ta định á, ngồi bình thường thì 1 tiếng đau chết lên chết xuống hả? Nhưng mà mình định rồi mình ngồi 2 tiếng bình thường thì phải tức là nếu mà cái tâm mình yên mà mình giữ được cái định đó kéo dài thời gian được bao lâu thì mình. Dạ thưa thầy. Với nhiều khi trong lúc hít thở thì có nhiều lúc nó hít vô thì bằng mũi, khi mà thở ra có đôi lúc thôi chứ không phải thường, nó ra bằng cái lỗ tai phải. Không phải chủ động thở mũi, không được thở miệng. Miệng, dạ đúng rồi, đúng lúc phải đầu làm chủ thầy. Làm chủ tức là cái người ngồi thiền là từ đầu tới cuối, khi chúng ta bắt đầu bước vào ngồi thiền là gần như làm chủ thân tâm của mình, tất cả hành động cử chỉ rất nhỏ cũng đều nằm trong cái sự rõ biết, cái sự rõ biết của mình, không được quyền lầm lẫn, không được quyền thất niệm thất giác. Dạ. Nếu mà chúng ta không tu thôi mà bắt đầu vô tu là gần như mọi cái phải hết sức là tỉnh táo chính xác, không được quyền sơ sức. Thầy nhiều khi hít vô mà thở ra nó không ra bằng miệng mà nó ra bằng cái hơi lỗ tai thỉnh thoảng. Mà phải cho ra hơi lỗ mũi. Phải làm chủ cho ra lỗ mũi đàng hoàng chứ không có nói chuyện đó được. Thì mình phải làm chủ, mình nhất định là nó phải đi đường nào nó ra đường đó. Ngồi thiền nó cũng có nhiều cái bệnh xảy ra, cái bệnh tu thiền á. Thì chúng ta cũng phải biết một số cái bệnh của nó. Ví dụ như ngồi 5 phút tự nhiên. Là từ đó thì sao mình không làm chủ cái hít này đó ha, cứ 5 phút là, 5 phút là. Mà thật sự nó không có cái gì hết trơn á, mà nó làm cho mình thành cái nghiệp. Hoặc là 5 phút á, thì mình cứ tằng hắng hoài, cứ 5 phút là mình tằng hắng. Hoặc là 5 phút á, bắt đầu giật dây cái. Hoặc là nửa tiếng mình giật dây cái thì mình cứ giật dây hoài. Cho nên á, khi mà mình bắt đầu xảy ra những cái chuyện như vậy á, bắt đầu chúng ta tu là phải quyết lòng thắng nó chứ không có thua. Cái gì nó muốn khịch nó cho mình, để nó mình có chết mà chết chứ mày không có khịch. Thì nó sẽ dứt khoát qua được một cái, từ đó sau là mình sẽ thắng. Hiểu không? Hoặc là mình ngồi chừng nửa tiếng hồ cái mình ách xì. Mất cười lắm mà nó cứ đúng nửa tiếng là cứ ách xì, chứ không có cách nào mình kìm được, cứ ách xì hoài. Nhưng bữa đó là dứt khoát không cho mẹ ách xì, phải hơn thua với nó. Là mình thắng nó được 3 lần á, tức là 3 cái thời ngồi thiền mà không ách xì nữa thì mới hy vọng qua, còn cái nào nó ách xì riết. Mà không là nó ngáp. Trời ơi, nó ngáp chết, ngáp sống, nó ngáp mà như là mình chuẩn bị là mình chết rồi vậy đó. Thì phải làm đủ, phải thẳng sống lên rồi phải thích thở lại để phải thắng được cái nghiệp ngáp đó.
Có người tới đúng nửa tiếng rồi họ phải đi cầu. Mà tôi hồi xưa bị dính cái nghiệp này, trời ơi. Nửa tiếng họ vung chạy, không chạy là mình thấy là đầy trên giường. Không có chạy là không có được. Rồi phải chạy. Mà là trị khoảng 6 tháng sau mới hết đó. Tức là nó bị vậy rồi, cái mình ngay ngày đầu mình nghĩ là mình mất dữ lắm rồi, cho mình bỏ mình chạy. Thì ngày hôm sau đúng nửa tiếng, tới giờ nó cũng mắc ghê gớm lắm, phải bỏ chạy, mà cứ ngồi thiền nửa tiếng là phải chạy đi thôi. Mình nếu mình thấy này là không được kéo dài, cho nên dứt lòng phải hơn thua, cho mày đầy quần, đầy mùng luôn. Nhưng mà thật sự nó không có đi vậy đâu. Thì mình thắng được một hai lần là mình sẽ thắng. Nó thành ra là khi mà chúng ta ngồi thiền mà lỡ có xảy ra một cái gì mà bị thường xuyên, thì đó là một cái triệu chứng mà cái khi mà chúng ta tu tập á, thì nó có những cái một số nghiệp tập mà nó được tiêu trừ á, nó thảy ra bằng một số hành động nào đó. Có khi á, có những người mắc cười tu thiền thời gian lát nổi đầy người. Phải chịu thôi, khỏi cần uống thuốc đâu, nó ra tới hồi nó hết là nó tự hết. Nên cơ thể nó một phần nó thải độc, nhưng mà mình cũng vừa cái cách tu tập dụng công của mình á, mình quá giải được một cái nghiệp nào đó, nó lộ ra nơi thân cho mình thấy. Thì những cái điều đó là mình phải bình tĩnh, mình biết. Còn những cái trường hợp là nó xảy ra bệnh là do chúng ta chấp trước hoặc là chúng ta sợ hãi thì phải hết sức bình tĩnh, người tu thiền phải bình tĩnh. Tức là dù có cái gì xảy ra trong lúc chúng ta đang ngồi thì chúng ta chỉ là người rõ biết thôi, chúng ta không có thêm không bớt. Có Phật hiện đi nữa thì mình rõ biết lúc đó là Phật hiện. Có ma hiện đi nữa thì mình cũng rõ biết lúc đó là ma hiện, chứ không có sợ và cũng không có chấp nhận. Có nhiều khi mấy người mà ngồi niệm Phật cứ cầu Phật về rước mình á, cái thấy Đức Phật hiện ra mừng quá, buông chân đứng lên té xịt đất rồi khiêng vô bệnh viện nằm liệt giường luôn. Nên có rất là nhiều cái trường hợp đó. Hoặc là Phật hiện ra để thuyết pháp mà mình thích quá, mình nghe, mình nghe một thời pháp rồi là thời ngồi thiền sau sẽ có Phật hiện ra thuyết pháp nữa, và rồi là cuối cùng mình là cái người nghe pháp trong hư không, mình chuẩn bị nói nhảm luôn. Nên là tất cả những cái tình huống xảy ra trong lúc chúng ta tọa thiền thì chúng ta không được chấp trước, không được sợ hãi, mà mình phải giữ vững mình là cái người đang biết tất cả mọi cảnh duyên đều không có thật. Cái gì hiện ra thì cứ để cho nó hiện ra nguyên như vậy và nó tự tiêu tán đi, mình không cần làm thêm gì hết. Đừng có thái độ hơn thua với bất kỳ cảnh giới nào xảy ra với mình, dù đó là cảnh giới Phật hay là cảnh giới ma, là dứt khoát là cứ để yên mọi cái như vậy. Và mọi cái cứ trầm tĩnh, giữ nguyên công phu của mình. Nếu mình niệm Phật thì mình cứ niệm Phật tiếp, nếu mình điểm sổ tức thì cứ điểm sổ tức tiếp, nếu mình rõ biết thì cứ để cái tâm rõ biết tiếp tục như vậy, không được thay đổi thì nó không xảy ra chuyện. Thế còn có cái khi mà chúng ta dụng công thì cái tâm thức chúng ta nó hay biến động, có sanh nhiều cảnh giới lạ, mà nhất là sẽ được nghe thuyết pháp, như là sao thấy hình bóng của Phật, hoặc là cái giải phóng cái ác tâm ác nghiệp của mình, nó sẽ hiện ra một số bóng mờ đó. Có người ngồi thấy một bóng đen cục ngồi bên cạnh mình, lúc đó bắt đầu tim đập mạnh đập loạn, bắt đầu có thái độ hơn thua, tức là mình bị hư chuyện liền. Cho nên dù bất kỳ chuyện gì xảy ra trong thời gian ngồi thiền, mình là cái người rõ biết đủ rồi, không thêm không bớt, không hơn thua, không chấp giữ, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng lướt qua những cảnh giới lạ. Chứ còn trong lúc chúng ta tọa thiền nhiều chuyện lắm, rất là nhiều chuyện để chúng ta bàn, nhưng mà chúng ta đừng có thái độ hơn thua là